Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Thanh Hà. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Khám phá Hà Nội. Hôm nay mình đang có mặt tại ga đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam, đó chính là ga Cát Linh. Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông dài 13,5 km, có hoàn toàn trên cao và có 12 ga khác nhau. Trung bình cứ 1 km là có một ga. Về kiến trúc, ga Cát Linh có thiết kế vô cùng độc đáo khi kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, tạo nên một vẻ diện mạo vô cùng nổi bật. Ngoài ra, ga Cát Linh còn có rất nhiều tiện ích như camera giám sát an ninh, thang máy, thang cuốn, bảng chỉ dẫn. Đặc biệt hơn, mỗi ga còn được tô điểm bằng một màu sắc vô cùng rực rỡ như vàng, cam, xanh, đỏ và có rất nhiều góc để các bạn trẻ có thể thực hiện những bộ ảnh sống ảo siêu chất. Các bạn hãy cùng đến đây và thử trải nghiệm cảm giác này một lần nhé. Mình là Thanh Hà, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.